Bộ phim Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong vừa lên sóng vào ngày 19 tháng 7 vừa qua đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ phần kỹ xảo tuyệt đẹp, 10 điểm không có nhưng. Hãy cùng Cbiz Phim đánh giá nhanh về bộ phim, phân tích các nhân vật cũng như tìm hiểu phản ứng của khán giả xứ Trung đối với bộ phim nhé. Tóm tắt nội dung phim. Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong là câu chuyện đầu tiên nằm trong chuỗi truyện Thiếu niên hệ liệt của tác giả Chu Mộc Nam cùng với Thiếu niên Ca Hành và Ám Hà truyện. Trước đó, bộ phim Thiếu niên Ca Hành có nội dung về con cháu đời sau của các nhân vật trong Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã được sản xuất và lên sóng trước và đạt được hiệu quả phát sóng vô cùng khả quan. Câu chuyện của Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong lấy bối cảnh vào 20 năm trước của Thiếu niên Ca Hành, kể về những bậc tiền bối đời trước với nhân vật trung tâm là chàng thiếu niên nhiệt huyết Bách Lý Đông Quân. Dù có xuất thân danh giá, tư chất thiên phú, nhưng từ nhỏ Bách Lý Đông Quân đã bướng bỉnh, không giỏi thi thư, không đọc binh pháp cũng không chịu học võ nghệ. Bách Lý Đông Quân thường xuyên cưỡi con ngựa trắng tên Liệt Phong của mình đi khám phá giang hồ, kết giao bạn hữu và say mê với việc ủ những vò rượu ngon chỉ vì đã từng hứa hẹn với người bạn Diệp Vân thuở niên thiếu sẽ trở thành tử tiên. Nhưng số mệnh của Bách Lý Đông Quân không cho anh quyền tự mình quyết định, cuối cùng vẫn trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh do Khưu Tâm Trí thủ vai, rồi bắt đầu học võ công. Trong quá trình này, Đông Quân quen biết với Hồng Nhan Chi Kỷ Nguyệt Giao do Hồ Liên Hinh thủ vai và gặp lại Diệp Vân giờ đã đổi tên thành Diệp Đình Chi. Dưới sự ảnh hưởng của họ, Bách Lý Đông Quân bắt đầu tự ngẫm lại chính mình, quyết định sống đúng với thân phận và trách nhiệm. Nhiều năm sau, Diệp Đình Chi bị lợi dụng phát động chiến tranh tại Trung Nguyên. Lúc này Bách Lý Đông Quân là người dẫn đầu các anh hùng Bắc Ly, chống lại kẻ địch. Đối đầu với Diệp Đình Chi, Đông Quân không e ngại, không lùi bước, một lòng vì chúng sinh, vì cứu lấy người bạn thân thiết nhất của mình. Câu chuyện của từng nhân vật trong Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong lấy Bách Lý Đông Quân do Hầu Minh Hạo đóng làm nhân vật trung tâm để triển khai câu chuyện. Lúc này, Bách Lý Đông Quân thời niên thiếu xuất hiện với vẻ ngoài anh tuấn, khí chất hơn người, gia thế hiển hách, bất cần cũng bất kham, không nể sợ một ai. Anh là tiểu công tử độc nhất của phủ trấn Tây Hầu, cháu nội của Bách Lý Lạc Trần, con trai của Bách Lý Thành Phong và Ôn Minh Ngọc. Bách Lý Đông Quân sở hữu tư chất kỳ tài, khả năng lĩnh ngộ siêu cao, từ khi sinh ra đã được định sẵn là một viên ngọc quý hiếm của làng võ. Anh cầm kiếm là kiếm tiên, cầm đao là đao tiên, thực lực chỉ xếp sau tiên nhân Mạc Y, không phân cao thấp với Lạc Thanh Dương và cùng đạt đến thần du huyền cảnh. Tuy từ nhỏ đã có thiên phú trời ban, xuất thân cao quý nhưng Bách Lý Đông Quân lại chẳng ham học thi văn cũng chẳng hứng thú với luyện võ, mà chỉ một lòng mong ước sẽ ủ được những vò rượu ngon, ước mơ lớn nhất trong đời là được trở thành đệ nhất tử tiên trong thiên hạ. Để thực hiện ước mơ, Bách Lý Đông Quân lén trộm một tờ khế đất ở nhà lặn lội đi đến thành Sài Tang xa xôi mở một quán rượu nhỏ. Không ngờ tại đây, Đông Quân vô tình bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa hai đại gia tộc. Sau khi vị sư phụ đầu tiên bị hại, Bách Lý Đông Quân đến thành Thiên Khải bái Lý Trường Sinh làm sư phụ. Tại đây, anh gặp lại người huynh đệ tốt Diệp Đình Chi Diệp Vân. Sau đó, Lý Trường Sinh đưa Bách Lý Đông Quân đến thành Tuyết Nguyệt tu luyện. Một thời gian sau, Bách Lý Đông Quân đến Bắc Khuyết cùng Diệp Đình Chi đại chiến với Hoàng đế Bắc Khuyết, Nguyệt Phong Thành. Trong lúc giao chiến, Diệp Đình Chi vô tình hấp thụ toàn bộ công lực của hai người khiến hư niệm công đạt đến cảnh giới tầng 9, vì vậy nên nhập ma, ra tay với tàn sát nhiều người kể cả những người bạn hữu, trong đó có cả Bách Lý Đông Quân, nhưng đại sư huynh Quân Ngọc đã cứu lấy anh. Sau khi sóng gió tạm lắng, Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Giao thành hôn, anh trở thành đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt. Nhưng niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, Đông Quân vì nguyên nhân không rõ đã tự tay sát hại thê tử của mình. Từ đó, luôn dằn dặt với lỗi lầm, đắm chìm trong quá khứ và khát khao ủ ra loại rượu mạnh bà than để quên đi tất cả. Diệp Đình Chi và Dịch Văn Quân. Diệp Đình Chi, do Hà Dữ đóng, tên thật là Diệp Vân, bạn thân thuở nhỏ của Bách Lý Đông Quân, là con trai của đại tướng quân trụ quốc Diệp Vũ, anh cũng chính là cha của Vô Tâm trong Thiếu niên Ca Hành. Trái ngược với Bách Lý Đông Quân, tuổi thơ của Diệp Đình Chi không được sống trong nhung lụa cũng chẳng được ra thế chống lưng. Mặc dù là con trai của đại tướng quân trụ quốc nhưng vì Tiêu gia nghi kỵ thế lực của Diệp gia nên ngay từ nhỏ, Diệp gia đã nhà tan cửa nát, anh buộc phải rời khỏi Thiên Khải. Diệp Đình Chi trải qua tuổi thơ cơ cực nhưng vẫn luôn là một thiếu niên rạng rỡ, cởi mở, nhiệt huyết. Từ Bắc chí Nam, Diệp Đình Chi đều từng đặt chân đến, mở mang tầm mắt với đủ mọi thứ trên đời. Sư phụ của Diệp Đình Chi là Vũ Sinh Ma, đây cũng được xem là một trong những cao thủ đẳng cấp hiếm có nhất của giang hồ. Ngoài Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi còn một người bạn thân thuở bé là Dịch Văn Quân, do Khương Trinh Vũ đóng, con gái của tông chủ Ảnh Tông, cũng là mẹ ruột của Vô Tâm. Từ nhỏ, hai người đã được hứa hôn cho nhau nhưng đáng tiếc thế sự xoay vần, Dịch Văn Quân khi lớn lên lại bị ép gả cho Cảnh Ngọc Vương.
Tư Không Trường Phong. Trong Thiếu Niên Ca Hành, Tư Không Trường Phong là tam thành chủ của thành Tuyết Nguyệt, cha của Tư Không Thiên Lạc, là thương tiên duy nhất trên giang hồ. Thực lực đạt đến nửa bước thần du cảnh, khí thế ngập tràn mỗi khi xuất hiện. Ở giai đoạn thiếu niên, Tư Không Trường Phong do Hạ Chi Quang đóng khiến người xem phải mê đắm. Anh là một lãng khách giang hồ, từ nhỏ không cha không mẹ, sống lang bạc khắp nơi xin miếng ăn từ mọi người, ngủ ở miếu hoang. Anh không biết mình xuất thân từ đâu, chưa từng có họ tên, sinh ra trống rỗng, ra đi cũng không có bất cứ gì, chỉ nguyện có thể hóa thành cơn gió nên đã tự lấy tên Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong gặp được Lâm Cửu, truyền nhân của Thương Truy Khư. Lâm Khư chỉ dạy khương pháp cho Trường Phong và tặng lại thương cho anh. Tại thành Sài Tang, anh tình cờ đến quán rượu của Bách Lý Đông Quân. Từ đây, anh trở thành người đền tiền, gần giống với trường hợp của Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt khi lần đầu gặp nhau. Sau đó, cũng trở thành người bạn thân thiết cùng đồng hành với Bách Lý Đông Quân trên con đường sông pha giang hồ, trải nghiệm những yêu hận tình thù và gánh vác chính nghĩa lớn lao, tạo nên một vùng trời riêng cho mình. Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt. Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt là cha mẹ của Lôi Vô Kiệt và Lý Hàn Y trong Thiếu Niên Ca Hành. Lôi Mộng Sát là đệ tử xuất sắc nhất Lôi Gia Bảo ở thế hệ của anh, một trong tứ kiệt lôi môn của Lôi Gia Bảo và là chức mặc công tử. Một trong tám vị công tử của Bắc Ly gồm Tiêu Nhược Phong, Lạc Hiên, Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Tạ Tuyên, Quân Ngọc. Anh bất chấp gia tộc phản đối, một mình đến thành Thiên Khải và từ đó bạt vô âm tín. Sau đó, Lôi Mộng Sát gặp gỡ và nên duyên phu thê với Lý Tâm Nguyệt, con gái của Lý Tố Vương, gia chủ Kiếm Tâm gia. Cô là một trong tứ hộ vệ của Thiên Khải, chân giữ phía đông, sau này bỏ mạng trong chiến loạn. Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt không chỉ có một người con trai là Lôi Vô Kiệt, còn có một cô con gái là Lý Hàn Y. Cô được thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Lý Trường Sinh nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử nhập thất thứ hai của y. Sau này, Lý Hàn Y là nhị thành chủ của thành Tuyết Nguyệt, được mệnh danh là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, một trong ngũ đại kiếm tiên đương thế, từ sớm đã đạt đến đỉnh cao của thiên cảnh tiêu dao. Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong gây sốt vì kỹ xảo đẹp mãn nhãn. Cuối năm 2022 đầu năm 2023, Thiếu Niên Ca Hành lên sóng, ban đầu bộ phim không được nhiều người biết đến, nhưng dần trở thành một cơn sóng xô đổ nhiều thành tích ấn tượng, tạo nên một tuyệt phẩm mở ra các tiêu chuẩn hoàn toàn mới trong thế giới võ hiệp kỳ ảo Trung Quốc. Bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi và đánh giá cao từ cả giới phê bình lẫn khán giả. Chính vì vậy, khi phần tiền truyện Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong xác định được tiếp tục chuyển thể thành phim người đóng, người hâm mộ đã rất phấn khích và mong chờ một siêu phẩm tương tự Thiếu Niên Ca Hành. Sự thành công vang dội của bộ phim trước đó trở thành động lực, bệ phóng nhưng cũng là áp lực rất lớn đối với Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Song với đội ngũ sản xuất phần lớn vẫn là những tên tuổi đáng tin tưởng, từng bắt tay cùng nhau tạo nên tác phẩm trước như biên kịch kiêm tác giả nguyên tác Châu Mộc Nam, nhà sản xuất Trúc Soái Bác, giám chế Tạ Dĩnh cùng Diêm Hiểu Duệ. Đã có thể bước đầu đảm bảo được chất lượng kịch bản và hình ảnh của phim. Không còn cần bàn cãi thêm về cốt truyện bởi vì tiểu thuyết và cả bản hoạt hình đều đã sở hữu được một lượng người hâm mộ khủng. Những câu chuyện giang hồ luôn chứa đựng muôn vàn sức hút bởi truyền kỳ của các đại cao thủ, tình bạn, tình yêu khắc cốt ghi tâm, những hoài bão và những biến cố ngang trái trong cuộc đời. Có vui có buồn, có hừng hực khí thế sức trẻ, máu đổ lệ rơi, dễ dàng làm rung động lòng người. Đặc biệt, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ phần kỹ xảo tuyệt đẹp, mãn nhãn người xem, 10 điểm không có nhưng. Thậm chí được khen ngợi đẹp hơn các dự án bom tấn chi phí cao như Hộ Tâm, Bảy Kiếp May Mắn, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hay Trường Tương Tư. Trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, từ khóa kỹ xảo của Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong cũng nhận được hàng triệu lượt tương tác khen ngợi. Khán giả nhận xét rằng họ phải tua chậm để thưởng thức kỹ hơn từng khung hình, động tác của các diễn viên. Một số khán giả để lại bình luận rằng đã lâu rồi tôi chưa thấy những hiệu ứng đặc biệt rõ ràng, mãn nhãn như vậy. Thật đáng kinh ngạc, từng cảnh quay đều đắt giá, xứng đáng từng xu. Phim chiếu mạng nhưng được đầu tư làm hậu kỳ chỉn chu như bom tấn điện ảnh. Bên cạnh đó, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong dù tập hợp dàn diễn viên trẻ ít tiếng tăm, nhưng tất cả đều dùng thực lực của mình để thu hút người xem. Bên cạnh nam chính Bách Lý Đông Quân do Hầu Minh Hạo thủ vai, phim còn có sự tham gia của Hà Dữ vai Diệp Vân Diệp Đình Chi, Hồ Liên Hinh vai Hồng Nhan Chi Kỷ Nguyệt Giao của Bách Lý Đông Quân, Hạ Chi Quang vai Tư Không Trường Phong, Dương Binh Trác vai Công Tử Cố Kiếm Môn và Trình Hoàng Hâm vai Ám Hà Tô Mộ Vũ. Dàn diễn viên chính đa số đều sở hữu visual ấn tượng, phù hợp cổ trang và có tạo hình đẹp mắt, sáng khung hình với phong cách đặc trưng của nhân vật. Khán giả chỉ còn trông chờ vào màn thể hiện của họ để có thể hoàn toàn đắm chìm vào thế giới võ hiệp kỳ ảo mới mẻ này. Nhìn chung, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập hợp dàn diễn viên trẻ ít tiếng tăm, nhưng đã dùng visual và thực lực của mình để thu hút người xem. Kỹ xảo đẹp,
Nội dung hấp dẫn, bộ phim mang lại không khí giang hồ võ hiệp đã lâu chưa xuất hiện trên màn ảnh Hoa ngữ. Bạn đã xem Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về bộ phim? Để lại bình luận để chia sẻ với chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!